Đông rồi. Một vòng hết thành phố Châu Đốc luôn không anh trai? Không có nè. Hay là chỉ vòng vòng Miếu Bà thôi chị? Chùa nè. À, vòng vòng Miếu Bà thôi ha. Một vòng vậy là bao nhiêu tiền? Trời ơi, em ơi, bác không đủ tiền góp hả? Trời ơi, tội nghiệp thấy gương không? Bà chị của chị là bán đủ tiền góp rồi đi về vậy đó. Vậy hả? Đâu ở trong đây có bán than không ta? Có, bán than. Trời ơi, bởi vì than quá trời than luôn rồi, bán than nguyên bao than. Cái bộ trang phục dành cho bà nha. Này là mão nè. Này là thôi. Buồn lên cho chắc ha. Công an cho lẹ à? Chứ nghĩa là công an lỡ cái mình ôm. Gồm có giấy tiền vàng bạc trong đó. Một bó hoa quà. Rồi anh, hôm nay anh quay tôi, anh mua 5 vé, tôi có chương trình khuyến mãi và anh đặc biệt mua 5 vé, tôi tặng anh thêm một tờ giấy dò. Tặng thêm một tờ giấy dò hả? À, tặng tờ số là không có lời. Dễ đâu. Đặc sản Châu Đốc. Cá. Tôi đang chuẩn bị là tôi lên cái kế hoạch là tôi nuốt nữa làm và nhai bóng đèn. Nhưng mà có cái là tôi đợi đường lộ rộng tôi mới làm. Đường lộ hẹp là không có làm được. Nguyên do là em cứu vô không được. Tôi lên cũng chẳng buồn. Thôi chào cậu gì, gì nói gì kìa. Lại đi. Cậu gì nói gì kìa. Rồi lát cho số hộ đi làm người yêu luôn. Đang hướng dẫn cho cô cách chế biến mắm hả em gái? Lên. Mà nãy anh dặn nhớ bình luận cái gì nhớ không? Đó, em đi. Cho tiền đi rồi anh đi. Trời ơi, trả tiền lại đi rồi anh mới đi cứu con gấu thiệt luôn hả? Ủa? Bán mà không biết anh ta. Đâu đâu cái nào là gấu. Miền Tây chào buổi tối cô chú anh chị và các bạn. Tối đêm nay là tối mùng 7 Tết. Bước chân miền Tây đang hướng về Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang để cập nhật tình hình Miếu Bà trong đêm mùng 7. Thường thì bà con sẽ đi rất là đông vào buổi tối thứ bảy và người ta sẽ cúng đến ngày Chủ Nhật. Và sau đó sẽ về nhà. Nó kìa. Quá trời khán giả gặp bước chân miền Tây. Mình thấy là khu vực ở phía trên đó rất là đông luôn á. Tối đêm nay đông lắm. Có khán giả bảo bức tranh miền Tây quay từ cái đoạn đường từ ở dưới lên để biết. Một số khán giả ở miền ngoài á thì
các bạn nên xem lại những cái video clip mà Bến Tre miền Tây có quay rất là nhiều, từ cái cung đường ở ngoài kia dài cho đến miếu luôn. Còn những cái clip gần đây thì mình cũng hạn chế quay cái đoạn đường kia, tại vì cho cô chú xem quay rất là chán. Đoạn bên kia thì khá vắng. Từ cái chỗ mà ngã ba mà gần khu vực chợ Châu Đốc á, chúng ta rẽ lên đường hướng về miếu bà. Cái đây có một cái con hẻm mà người ta hay bán quần áo nè, mà lâu rồi mình chưa có review cái khu vực này. Và sẵn tối nay mình sẽ tham quan ở đây cho cô chú xem luôn. Tại vì ban ngày thì cái đường này ngược bán người ta bán cũng lai rai chứ không có đông lắm, mà tối thì mình thấy bán đắt nè, người ta bán giày dép. Ba cái áo 100 ngàn. Năm thở 10 thì nếu mà hướng này chúng ta đi thẳng là sẽ về cái cổng sau của miếu bà. Này bán dép. Wow, cái hướng mình đi qua cái cổng sau rất là đông luôn. Bước xem này quá đông luôn mà. Khu vực cổng sau. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi ngược trở ra nha. Mình trở lại miếu bà. Đường đó thì đi thẳng ra cổng sau đó. Rồi cổng sau thì nào con? Vắng hơn cổng trước. Buổi tối thì mấy anh chạy xe lôi đạp phải nói là làm việc rất là đắt, rất là đắt, tại vì buổi tối rất là mát mẻ, ban ngày thì nắng hơn, người ta ít đi xe lôi, nắng quá người ta ít đi lắm. Còn ban đêm thì người ta sẽ đi dạo một vòng thành phố Châu Đốc rồi là quay lên miếu bà đi bằng xe lôi đạp. Giờ này các xe khách ở Sài Gòn đang đổ về nè. Biển số này, xe này là 51. Đó, xe Sài Gòn. Thì là bà con Sài Gòn vừa mới lên tới. Ở đây bán mấy cái tháp trái cây đẹp quá. Có giá luôn nha. 150. Cái tháp nhỏ này là 100 ngàn. Cái tháp trên kia là 150. Có luôn cái thỏi vàng ở phía trên nữa. Tháp nhỏ này là 100 hả chị? Dạ đúng rồi ạ. Có bán giá gì đó. Dạ. Gửi danh thiếp cho anh chị nha. Gửi cũng ở đây là đều có bán giá hết luôn anh. À, gửi danh thiếp luôn ha. Dạ dạ. Rồi bán vàng mà cục cục không gửi ham chứ. Cái cây đây người ta trưng cũng đẹp lắm nè. Mình quay gần cho cô chú xem. Thì mình sẽ dễ mua. Dạ, nói chung thì đến đây nhiều cái bất cập lắm anh. Dạ đúng rồi. Bên kia bán vàng nữa. Nói chung thì khách ở xa xứ khi đến miếu bà này họ cũng rất là quan ngại rất là nhiều vấn đề, do không phải là quê hương xứ sở của mình. Còn đối với một số cửa hàng mà bán theo hộ gia đình ở đây thì cô chú phải yên tâm nha.
rất là yên tâm, không cần không có gì phải sợ hết. Tại vì nhà của người ta ở đây, người ta là dân địa phương ở đây, người ta buôn bán không có gì phải sợ cả. Giá cả người ta cho mình hết luôn. Mình chỉ sợ một số đối tượng ở địa phương khác lại thôi. Một cái xe gác rồi mình đi lẹ lẹ lên coi. Tối nay đông quá ha, tối nay đông quá ha. Quay ghế mất cỡ luôn hả? Ôi chào chị bên đây luôn, như đây bán gì ta? Có bánh mì hả? Tối nay ta đi đông quá ha chị. Đông không? Đông hơn đêm qua không? Đông hơn đêm qua không chị? Đông hơn. Đông hơn luôn ha. Quay ghế mất cỡ thì giờ nó khó. Sao mất cỡ, thấy đẹp gái mà. Bên này thứ bảy. Chúc chị bán đất hàng nha. Rồi chào hai chị. Chị trong kia là chị bán bì hả? Phải không? Thốt nốt hình như này là xâm lạnh với mấy cái đồ nước mát uống. Cô này bán nhang. Tối nay thì thời tiết rất là mát mẻ. Có lẽ thì cái clip này cô chú xem là cũng sẽ qua ngày hôm sau của chồng mình tay mới đăng. Là tại vì mình quay buổi tối mùng 7 nha. Qua ngày hôm sau thì mình khi mình rảnh mình mới làm phim được. Nên không biết nào mà mình quay mình đăng liền trong ngày, trong đúng giờ được, nên cô chú cũng thông cảm. Cũng sẽ có một số clip mà Bức Tranh Miền Tây sẽ đăng trễ. Do cái thời gian Bức Tranh Miền Tây đi rất là nhiều nơi nên có thời gian làm phim. Về phòng ngủ sớm vậy. Đây nè, quay em à. Đây, mấy cốt rồi. Chạy được 30 ngàn thôi. 30 ngàn. 30 ngàn hả? Ở đây là cái quán lẩu và nhà trọ luôn. Khu vực này là khu vực nhà trọ nè. Có phục vụ đồ ăn nước uống. Mình qua đây mình quay một số đồ bà con bán đây. Đây bán quần áo nha, mà lâu rồi mình không quay. Mình bán áo thun có để vé hết. Đi tới đây mình có thiếu đồ, cô chú vé mua quần áo luôn. Áo sơ mi 35 ngàn một cái. Tay dài 35 ngàn. 10. Áo này 10 ngàn. Như áo nghĩa địa. Là đi đủ một vòng rồi đó ha. Đầu tiên hả anh trai? Một vòng hết thành phố Châu Đốc luôn không anh trai? Không có. Hay là chỉ khu vòng vòng Miếu Bà thôi chị? Chùa ha. À vòng vòng Miếu Bà thôi ha. Chùa. Một vòng vậy là bao nhiêu tiền chị? Để đó, 106 thôi, vẫn đi vẫn về. À vẫn đi vẫn về 106. 106. 20.000 một người. 20.000. Đứng đợi chiếc xe kia đợi cái xe kia. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, bye bye gia đình. Khỏe nha. Vô trong kia đi, nhiều cái nhiều lắm. Dạ. Trong đây nhà bán dép. Nguyên cái nhà bán dép luôn. Bức Tranh Miền Tây. Rồi, mời đi, subscribe luôn.
Hello, hello. Đây này kiều view cho. Rồi chào gia đình. Hình như mấy năm trước em có quay ở đây nữa nè. Đúng rồi. Quay cái nào mà cái chị nào mà làm xui đó. À, chị đây chị xui đó. Chào chị xui nè. À, bây giờ năm nay là 6 tuổi đó hả? À. Không quay cái bọng làm xuôi đây luôn á trời. Đúng, đâu, đâu có. Quay cái bọng làm xuôi đây luôn hả? Bậy bậy bậy. Không có chị đó, hồi đó mới 18 tuổi làm xuôi rồi. Cái chị đó đó, giới thiệu 18 tuổi làm xuôi rồi chứ không phải làm xuôi với tôi. Mèn ơi, tôi chưa có vợ nữa hơn ở đâu có xuôi. Dạ, chào gia đình, chúc gia đình sức khỏe nha. Dạ. Rồi, năm mới chúc gia đình sức khỏe, vui vẻ, phát tài. Hôm nay đi quay mà quay cái tiếng bên kia không à? Hôm nay mới quay lại ở đây. Rồi, tạm biệt gia đình nha. Nhận bà. Bà con ở đây là ai cũng biết gành bước chân tay hết á. Ồ, đây bữa nay tao bố trí. Quay ghiếu chai mặt luôn rồi. Ngoài nè. Trời mát thì người ta dọn ghế ra, người ta bán bún riêu, bún cá, ăn. Ở đây mình nhìn mấy cái đầu cá của cái tiệm này nhìn ngon lắm nè cô chú, cho mình tay quay cho cô chú xem nha. Đó, đặc sản Châu Đốc. Bún cá. Mấy cái nồi bún này nhìn ngon quá ngon luôn. Bên kia là dụm heo. Bún riêu. Nhìn nó bún riêu cái thèm không? Đây cái tiệm cũng rất là gần khi mình trước khi mình đi vô trong miếu bà. Quá ngon rồi, quá vui, quá mát mẻ luôn. Buổi tối mà ngồi ở gần gần vỉa hè là ăn uống rất là mát mẻ. Đây mình qua bên khu vực bên đây. Bánh tráng nướng. Xe được khẳng. Đặc sản miếu bà bánh tráng nướng. Một cái 25 ngàn phải không anh trai? 20 hả? 20 ngàn một cái bánh tráng nướng. Sau đó là bỏ lên nướng thôi. Rồi chúc anh trai buổi tối bán đắt hàng nha. Cảm ơn anh trai nha. Giờ mình giờ này là mấy xe gác lên hốt gác rồi. Mình chưa đi cái khu vực này. Bán me. Me Thái 35 ngàn. Ủa sao me này rẻ quá ta, 35 ngàn ký à? Rồi hello hello luôn. Ở đây mấy chín được. 99 tại 9 nè. Queo phơm tu cho đốc ha. Cho đốc luôn hả? Queo phơm tu An Giang luôn. Hay là quay gì vậy anh? Quay vlog. Đây. Đây chào nè. Em có vô phòng luôn vậy? Có. Đây. Vô rồi mà chưa có đẹp, bây giờ vô lại cái nữa mới đẹp. Lại cái nữa rồi nè. Vô lại cái nữa nè, đó, 2 3 vô. Rồi đẹp luôn. Mấy em ở đâu? Đồng Nai hả? Cũng xa dữ. Wow, rồi xa quá là. Đồng Nai là gần gần như ngoài Bình Dương quá phải không? Hai mấy em. Đồng Nai gần lắm. Biên Hòa biết rồi. Ủa vậy là đi có 4 em hả? Đâu đi đông lắm. Đông hả? Gọi rồi không có anh nào bảo vệ hết sao? Đang kiếm hả? Đang kiếm hả? Ai anh bảo vệ được không?
Hai anh theo bảo vệ nghỉ quay luôn, chịu không? Chịu. Hai anh là thổ địa ở đây luôn đó, chịu không? Chịu luôn hả? Rồi anh Cao Tùng mới lại đi. Anh Cao Tùng mới lóc, còn anh này bước cho miền Tây. Ơi thức liền à. À, chú mấy em có một chuyến dí bà vui vẻ nha. Rồi, lên cúng cho nha. Lên cúng cho. Lên cúng cho mấy em, lên cúng cho. Cúng cho. Cúng rồi là chuẩn bị xuống nha. Vậy là tối nay chắc ngủ trọ lại. Trọ lại chắc ngày mai về. Dạ có đi du lịch đâu không hả mấy em? Không biết nữa, cái đó là gia đình sắp xếp hả? À, người lớn đi đâu là mình theo đó đúng không? Rồi bye bye. Rồi bye 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 bye. Nhớ lên bình luận là để là chữ là em nè nha. Em nè mới nhớ nha. Ờ em nè. Mấy bạn rất là vui lắm, lên bình luận là nói em nè nhớ không? Mình cũng không nhớ là ai nữa tại khán giả nhiều lắm. Hay nói vui khán giả là bình luận nó em nè mới quay chiều này nhớ không? Ở đây chủ yếu bán quần áo. Hôm nay mình cũng ít quay mấy khu vực này nên tối nay mình quay một số khu vực chưa quay cho cô chú xem. Trong đó là mình đi bọc qua bên chợ núi Sam. Chỗ đó xe khách cũng hay đậu bên đó đó. Wow, giờ này đông quá ta. Ôi, đông quá đông rồi. Rồi xong một vòng. Rồi đi lại à, quay đi luôn. Đi cho lo một vòng quay luôn hả? Qua đây nè, qua đây nè. Một xe ngồi tối đa được mấy người? Tối đa 5 người. 5 người hả? Vậy là sang xe này bớt cho chú này nè. Qua bên đây bớt nè mấy cô. Chia ra. Chia nhau mà sống nha. Chia sớm mà. Chia sớm mà sống. Nguyên đoạn của anh cũng chung nha. Đầu năm tới giờ mình mới đi ban đêm á. $80,000. Rồi hôm nay là mình thấy bên nước bà người ta chặn cái chỗ người ta chặn xe lại nè. Nói chung là nên, theo mình nghĩ là nên chặn lại. Mấy hôm Tết đông không chặn, để người ta chạy xe lên gây kẹt xe quá trời luôn, nên chặn lại để hạn chế xe lên. Ủa đi về hả? Ủa đi lên quay hả? Em đi bỏ mới lúc lớn. Dạ em đi về. Ủa về tối nay em không bán hả? Dạ không, sáng em mới bán. À. Em vào bán hút nốt. Ồ tối thì có thêm mấy cái gánh bún riêu nữa nè. Bún riêu cua đồng. Riêu một cái nồi chấm heo rồi. Bún riêu. Hôm nào buổi tối cũng bán rất là đa dạng nha. Không thua gì ban ngày, không trong sạch.
Ngon không em gái? Mười điểm anh chạy. Mười điểm hả? Ăn bún riêu xong rồi hưởng thức một ly thốt nốt ha. Gia đình của mình ở đâu? Bước chân miền Tây. Dạ. Thôi chào cô. Giờ mặt cái hả? Cô nghe bước chân miền Tây giờ mặt cái rồi. Giờ này còn sớm nha cô chú, chút xíu nó mới đông hơn nữa. Tối thì lại ra cho đến 12 giờ đêm. Thường thì bà con người ta tin tưởng 12 giờ đêm là cái giờ linh nhất. Trời ơi. Bán thốt nốt mà giờ này ăn bánh mì rồi. Tối ngồi trên mấy cái cục thềm. Đi ăn tôi đang quên nè. Như tối là mình thấy mấy gì bán hình như nhiều hơn ban ngày nữa. Giờ này là chưa có đông đâu, tầm 10 giờ trở lên. Mà con này bà ở xa. Coi bán em hay gì? Đâu bữa nay bán mình này hả? Không có mấy đứa cháu tiếp hả? Dạ. Tối nay đông hơn tối hôm qua không vậy? Hôm nay qua đông hơn ha. Dạ. Tối còn gì là tối mùng 6 đông hơn tối mùng 7 nữa. Vì bán hút nốt. Đây, bên đây có em gái bán hút nốt bún riêu luôn hả? Trời ơi, hút nốt ngon quá luôn nè. Nhìn mấy cô này chỉ bán ban đêm thôi. Này chỉ bán ban đêm không hả chị? Dạ, tại em đi ban ngày không thấy mấy chị. Ban ngày bán ban ngày hết sợ, chắc đi vô nước biển sợ. Thường gì ban đêm là chị bán tới mấy giờ? Bán tới sáng về, hết đơn về. Bán tới 6 giờ sáng luôn. Bởi vì phải rồi, đúng rồi, chỉ bán được nửa ngày thôi, đúng rồi, thức rồi. Dạ dạ, chứ ngày mai thức nữa không nổi, đúng rồi. Dạ. Tại vì em quay buổi sáng quay nhiều lắm, có buổi tối cái gặp những gương mặt lạ lạ không à. Rồi chúc chị bán đắt hàng nha. Thân quen đúng không? Thay ca giữ chùa. Thay ca giữ chùa đúng không? Nhưng có nghĩa là em chỉ gặp mấy người giữ chùa ban ngày thôi. Bữa nay mới gặp ban đêm. Nữa anh công an đi kiếm bà thay ca nghe. Bây giờ nó có gì em hỏi tao đó. Tao nói em hết giờ làm việc rồi em về. Em hết giờ làm việc em về hả? Hết giờ làm việc rồi em về. Mày bán sáng tối ngày sáng đêm rồi cho mình vô nước biển sớm hả? Gặp chuyện luôn. Chị bên đây là bán nguyên ngày hả? Dạ. Bán canh bán nhiều cái cho bạn ngồi đi em ơi. Ăn gì cái đây làm chuyện đó kìa. Mát mẻ ha. Gánh này là thốt nốt. Trúng chưa anh chị? Trúng rồi hả? Trúng rồi xuống ha. Thì có coi clip em rồi ha. Dạ. Dạ. Rồi chúc gia đình vui vẻ. Rồi tạm biệt gia đình. Mình thấy là nên chặn cái hàng rào đó là tốt nhất. Nếu mà có trường hợp mà xảy ra cướp giật thì có cái hàng rào đó cũng rất lợi. Ta đẩy ra hai bên thì sẽ có thể là chặn được những thành phần xấu. Còn nếu mà không có cái hàng rào đó thì có thể là họ chuẩn bị xe, họ đi theo nhóm người đó. Nếu mà xảy ra những trường hợp xấu thì khó khăn trong cái việc mà rượt bắt hay rượt đuổi. Nên theo mình nghĩ là có cái hàng rào đó sẽ tốt nhất, cũng chặn được những chiếc xe lên đây.
để cho bà con chỉ đi bộ thôi. Xe nhiều lên đây sẽ gây kẹt xe. Mắm. Thôi lâu quá mới gặp chị gái này ta. Hồi năm ngoái là gặp chị bên kia. Ủa mấy hôm nay không đi hoài không thấy chị ta? Bán ở đây hả? À vậy là mấy nay là chưa có chưa có review bên đây. Rồi năm ngoái là gặp chị ngồi bên kia á. Vậy là tiệm ở đây là có chị luôn ha. À. Hello hai em nha. Dạ. Dạ chúc chị bán đắt hàng luôn. Đây mình quay mấy cái vỏ trái cây cho cô chú xem nè. 60.000. 60.000 vỏ nha. Nhan đèn đầy đủ hết trái cây. Lòng sen. Thôi mình ghé mình uống nước khóc nốt mình ra Tùng ơi. Cơn mát rồi. Nước rồi đó. Nhiều căn nước. Buổi tối là chúng ta thấy có rất là nhiều cái gánh bún riêu. Tại vì buổi tối là bà con sẽ dễ đói bụng hơn. Và ăn ở đây thì gần hơn nếu mà đi. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì nút phan nút lại hả, nói nút cái đi rồi nói, rồi từ từ mắc nghẹn à, có nước rồi, rồi. Đằng kia có xích lô rồi, nghe đó, đằng kia có xích lô đúng không? Em đi lên đây bằng casino à, đang ăn bánh bò thốt nốt. Đây là bước chân miền Tây. Cái gì anh? Bước chân miền Tây. Còn, mấy em ở đâu? Ở Gạch Giá Kiên Giang ha. À. Vậy là đi chơi mấy ngày về? Chút xíu về luôn hả? Về trong đêm luôn hả? À, vậy là chắc đi xe máy ha. À, đi nguyên nhóm rất là vui ha. Vậy là... Đây, hello người đẹp luôn. Quay là phải uống nước thôi. Quay là phải uống nước phải không? Uống mấy ly. Uống mấy ly nè. Uống mấy ly tôi uống nè. Năm nào ông cũng quay hết trơn nha. Năm nào cũng quay trơn. Ủa ta có quay không ta? Sao tự nhiên giờ này quên mất tiêu rồi ta? Không, mấy năm trước em không có bán. Hả? Mấy năm trước em không có bán. Đúng rồi thấy không? Rồi đi nhà trước đi, ở đây tập trung với đây hoài. Tập trung với đây hoài hả? Tính ghé uống mà. Vậy là không cho uống phải không? Cho uống đi. Tính ghé uống hút nốt. Sáng mình đi không gặp em gái này hả ta? Sao bán ban đêm rồi. Vậy bán ban đêm thôi ha. Gái bán ban đêm. Rồi chúc gái bán đắt hàng nha. Rồi chúc mấy bạn uống ngon miệng luôn. Chúc mừng năm mới luôn. Chắc nó bụng em nước vô đây anh ơi. Cái gì để quên là mất nhanh. Bỏ đi. Bỏ trước của con với rồi có tiếp viên bưng bún nữa nè. Mấy cô vô ăn mẹ đó đi vô ăn mẹ đó đi vậy mẹ đi mấy cô ý thương không vô ăn mẹ cái đi à bước chân miền Tây giờ này hình như cũng không còn chỗ ngồi. Ủa ban đêm cũng bị đuổi nữa hả ta? Không nghe anh quay ban ngày không có đuổi. Không nghe ban đêm đuổi ha em trời. Ban ngày nó cũng đuổi nữa. Không nghe anh quay từ bữa mùng 1, mùng 3, mùng 5 không có đuổi. Tối là có rất là nhiều gian hàng bún riêu. Bước chân miền Tây. À? Bước chân miền Tây. Đây, kìa miêu cho. Đâu? Bánh kêu nè, đây là bánh canh nè. Của bà ngoại em. Bà ngoại đó hả? Bà ngoại em đó.
Ủa bà ngoại sao trẻ vậy? 15 tuổi có chồng rồi. Trời ơi, nhờ vợ nhìn mới 18 tuổi à. Đâu có, bây giờ 50 là mới có tâm trọng à. Cái cô bán bún riêu vui tính. Vui tính đó mà đụng vô chữ dữ lắm á. Ăn mà trả giá là chữ lắm phải không? Không, 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 không có chữ cái vụ đó. Trời ơi, quay lên đây chừng chừng chắc người chết đi. Dạ, chứ. Vui vẻ mà, vui vẻ đẻ cây vàng. Bún vậy riêu. Mấy gì chắc là bán ban đêm thôi. Đây đặc sản đó, đặc sản. Con ban ngày con quay nhiều lắm. Bữa nay lên ban đêm mới gặp những gương mặt lạ. Trời ơi, phải quay lúc mà chạy á mới vui. Nào chạy vui hả? Có tại tôi bán hoài rồi. Nãy giờ nói dạ, chuyện không có, tại vì ban đêm con ít đi cho nên con ít gặp mấy gì. Con chỉ quay thường thường quay ban đêm. Chứ mấy gì mà bán sáng gặp con là biết hết trơn á. Không, dắt chiều mới dọn lên, dắt sáng á thì không có dọn được. Đúng rồi. Bắt ha. Bán vậy nè, mà tối tối chút thì mấy ổng đi thì mình dẹp. Dạ. Dẹp không kịp thì mấy ổng bán bàn, bán ghế. Nói chung mấy ổng cũng nương nương cho mình sống mấy ngày được. Nhân chút cũng khổ, cũng giờ được 3 ngày Tết này. Dạ. Cũng đêm cũng kiếm cỡ được 3 chỉ vàng ha. Trời ơi em ơi, bán không đủ tiền góp nữa. Trời ơi tội nghiệp thấy gương không. Bà chị của chị là bán đủ tiền góp rồi đi về vậy đó. Vậy hả? Đâu ở trong đây có bán than không ta? Có, bán than. Trời ơi, bởi vì than quá trời than luôn rồi, bán than nguyên bao than luôn. Thứ cha gì than. Có tiền luôn hả? Thứ cha gì than á. Quá trời than rồi. Rồi chúc gì sức khỏe nha, bán đất hàng. Rồi, tạm biệt hai gì nha. Bye. Chị đây cười quá trời cười nè. Ngon miệng không? Ngon miệng không mấy chị? Ngon nghe. Ngon nghe. Cái gì dưới mà đông đông với ta? Cái này mày đăng lên mày bốc chắc chắc người ta cần. Vui mà. Vui mà chị có gì đâu. Đừng có đưa lên nha. Quay bóng đưa lên nè. Rồi tối bằng đất dữ ta. Hả? Nãy giờ còn uống gục. Uống gục hả? Uống gục luôn hả? Đây nè, trời ơi, 40-50 người ngồi uống nè mà than. 40-50 người luôn. 30 người đang ngồi nè. Quá dữ rồi. Quá trời đất luôn rồi. Quá trời đất luôn mà than nữa. Rồi ghé uống. Anh là quốc trưng miền Tây phải không? Anh là cao tụng Vlog phải không? Biết luôn hả? Mà, anh đó, coi hoài à. Rồi, cảm ơn nha. À, vậy em gái, em gái ở đâu? Em gái quê ở đâu? Em ở Tiền Giang anh ơi. Tiền Giang hòa. Vậy là khán giả ở Tiền Giang ha. Chính xa dữ rồi ta. Thôi mình ngồi để uống luôn đi, có khán giả mừng quá, ngồi để uống luôn đi, ngồi kế khán giả luôn đi. Hello anh trai. Ngồi giờ ngồi đâu? Ngồi đâu? Biết rồi, biết chồng rồi. Khỏi giới thiệu. Giờ ngồi đâu đây? Bữa nay uống cái gì đây? Uống gì? Bữa nay là không tự làm luôn hả? Tự làm luôn đi. Thôi làm ly. Cũng giống như mỗi ngày đi. Cũng giống như mỗi ngày nữa ha. Rồi Lưu muốn cho gì đó cho, uống đi khát nước rồi. Cầm cẩm đi. Chị ngồi đâu ta? Đâu ghế gì ăn ngồi đâu cũng được. Bên đây bán khô, em gái bán khô em gái. Khô này là mấy nắng? Khô là một nắng anh. Khô có lóc. Khô sạch bỏi. Sạch bỏi. Rồi. Bán khô bên đây uống ủng hộ cô Hậu ly nước luôn ha. À, lấy ghế đây ngồi luôn đi, cho Tùng cho mát, ngồi đây nè. Ngồi đi điên đó công an không dám gượt đâu. Rồi công an nói bạn bước chân miền Tây là mấy ông không có được gượt đâu. Mấy ông bắt nhốt luôn à. Lấy xe chở đi luôn à. Mấy ông nhốt xe luôn à. Rồi lấy có mình lên cái ghế ngồi chờ. Cái ghế này nữa. Đây này cảm ơn. Ngồi con đi. Rồi bây giờ buổi tối mình sẽ mời quý anh chị và các bạn thưởng thức một ly thập cẩm. Đầy đủ hết trơn nha, rau câu rồi. Ủa mấy nay là ban đêm là bị đuổi hả Hậu? Có khi. Vừa đủ hết trơn. Nói chung là có khi đuổi đi không á. Tại không gài đi quay buổi sáng đâu, thấy mấy ổng đâu có đuổi đâu. Không, năm nay đuổi nha, chứ mỗi năm anh nhớ chạy không? Đúng rồi, đâu, mỗi năm vừa quay tới chụp ghế liền á. Năm nay là đỡ. Chưa kịp ngồi đó là chụp ghế rồi. Quá chịu quá trời luôn á. Năm nay đỡ đó chứ mấy ổng. Mà mấy buổi tối bữa nay có bị gượt không? Dạ không, ít lắm. Ít ha. Dạ. Rồi, mời cô chú. Giờ anh chị thưởng thức với coi tụi lắm nha. Đó mình sẽ tiếp tục vào miếu luôn. Mát lắm nha. Một xíu là mình uống xong mình sẽ đưa cô chú vô trong miếu. Nhiêu đây Hậu?
hỗn hợp là 15, còn thốt nốt là 20, đúng không? Rồi chúc người đẹp bán đắt hàng nha. Rồi tâm điểm người đẹp nha. Chào em gái bán khô luôn nha. Rồi tâm điểm em. Chúc bán đắt hàng. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục lên. Nhưng mình nghĩ là tầm 10 giờ trở lên á, khách sẽ bắt đầu đông hơn nữa. Giờ này tự nhiên cái ngơi khách luôn ta. Buộc lại cho chắc ha. Cái gì? Công an cho lẹ à? Chứ nghĩa là công an lỡ cái mình ôm cho nó lẹ phải không? Ở đây mình nhà mình bán cũng bị la đó sao chị? Cái lề của công an, lề của nhà nước chứ lề mình đâu. À có nghĩa là người ta không có cho mình bán cái lề là tới đâu hết chị? Lề tốt cho mày. Tốt bên kia nữa hả? Cái bột này. Ví dụ như mắm vậy rồi còn sao? Thì nó lại nó kêu mình dở. Kêu mình dời dời lên ha. Dạ. Mà thấy ở đây cũng không có ảnh hưởng nhiều để bà con mình bán. Dạ. Để thích ở trong quá cũng bán hơi khó khó. Phía ngoài dễ bán hơn. Mắm. Ôi bữa nay mình thấy bà con bán khô nhiều quá nè. Cá sặc bỏi. Đây cũng không hết trơn. Cá sủ. Ôi cá lóc. Cá lóc một nắng. Còn này bên đây là cá lóc này của chú Văn phải không? Ôi bữa nay bán thêm mấy cái món khô nhiều quá luôn ha. Không để ý mắm không à, hôm nay không để ý chú Văn có khô nữa nha cô chú. Ôi rồi có khô cá sặc nữa. Đặc sản miền Tây của mình. Đặc biệt là khô cá sặc, mà cá sặc cái sặc này là cá sặc gì hả? Cái sặc đồng của mình đó. Cái này mình không có để giá hả chú Văn? Hai trăm ngàn một ký cá sặc đồng. Cá sặc 200. Mắm thì có giá hết rồi. Cái gian hàng của chú Văn. Chú Văn nha. Dạ. 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 Ủa sao hôm nay ngồi qua đó trời? Bữa nay sao giờ điểm rồi? Anh Liêm. Anh Liêm. Sao mà bỏ bả đằng kia rồi đi lên đây ngồi ở đây ngồi với cô nào tàn? Không ở đây hả? Ở đây vậy? Có hết giờ đẹp cái gì nè. Ờ bỏ bả cô lên bởi mình lên đi coi qua đây có cái cô nào không ta? Mà không qua đây không ngồi ta. À quay cái cô đẹp nè, cái cô này. Đâu rồi, cô nào? Gặp ơi. Quán đâu? Đây đó hả? Ờ. Ôi xin chào. Đều bán đồ ăn uống cá. Nhiều uống cá, món. Đủ chồng. Đầy đủ ăn hết. Ra đây uống cà phê hả anh Liêm? Ờ, anh uống cà phê. Dạ. Bún cá, bún riêu đó. Đầy đủ trời. Bún mắm, bánh canh nữa kìa. Có đoạn mà đừng thúc quá trời vui ha. Quá vui. Bữa đó có khán giả lên hỏi số điện thoại của anh Liêm á. Cái tự nhiên em lục em không nhớ rồi em câu là cái bản hiệu. Em lấy cái số cái bản hiệu xuống em quăng vô luôn. Năm ở đây thì lượng khách cũng hơi vắng. Dạ. Mười sáng mới đông lại. Như tối nay không bằng tối hôm qua ha. Chủ nhật ha. Thứ bảy nhưng mà giờ này đông, sáng chủ nhật cũng đông. Dạ em tưởng là tối thứ bảy đông nên em qua lên em quay. Vậy là chắc tối hôm qua đông hơn. Tối mà cứ quay là quay khoảng 12 giờ. 12 giờ đêm. 12 giờ đêm nay ha. Dạ. Còn 12 giờ thì Đức thức hơi đuối rồi. Còn về Kiên Giang quay khoảng 14 năm chứ rồi. Dạ em dạ. Đi 14. Là bữa em quay 13 đây là 14 đi Kiên Giang. Dạ. Thôi bây giờ anh giới thiệu đi. Anh em ơi, mình bây giờ bước vô showbiz nha anh em, vô cái YouTube bằng anh em chứ mình giờ nào giờ quay không có biết vụ này anh em. Nhưng mà tôi nói anh em nghe, tôi nhiều khi anh em bắt bài bắt bẻ vụ này nhưng mà tôi làm là làm chứ cho vui chứ không có ăn tiền bạc nhai anh em.
À mà cái biệt danh ở trên mạng của anh là gì? Ông thầy. À, gọi là ông thầy. Ông thầy TikTok. À, ông thầy TikTok hả? Thầy kéo bài kêu ông thầy nhưng mà thực chất là cô bắp đi bán số mà. Đây này, đồ TikTok nha. Trời ơi, sao 4 giờ chưa biết ai giàu hơn ai? Quá dữ. 4 giờ. Sao vô 4 giờ gỡ? Rồi, xíu chữ rồi. Hôm nay mình có duyên gặp ông thầy TikTok. Tôi bây giờ tôi đang chuẩn bị là tôi lên cái kế hoạch là tôi nuốt lửa làm và nhai bóng đèn. Nhưng mà có cái là tôi đợi đường lộ rộng tôi mới làm. Đường lộ hẹp là không có làm được. Nguyên do là xếp cứu vô không được. Thôi rồi. Cứu này ớn quá. Nghe con cứu này ớn này. Ở đó còn bãi gió anh em. Anh bao nhiêu số? Anh em có gặp tôi nhớ ủng hộ tôi anh em. Rồi. Rồi có trình diễn ảo thuật gì không? Ảo thuật thì có nước làm nhau đèn mà tại đường này xếp cứu nó không cho vô. Vậy là gọi hả? Nếu mà đem gặp sống hả? Đường nào rộng rộng á. À. Thằng xếp cứu nó chạy vô tới đường hẹp quá, đường này mình, nhỏ. Mình có cái kêu gì mà lấy ba lá bài chín điểm gì không? Không, cái đó tôi không có học. Tôi, cái thằng sư huynh tôi nó luyện tới môn mà nó quắn bùa hoài vòng mình nó luôn vậy nè. Bây giờ nó xuống rồi đó. Xuống nhà cậu hả? Tôi đỡ nó. Rồi cô chú anh chị nào có đi miếu bà thì ghé ủng hộ với số cho ông thầy idol TikTok. Thứ bảy chiều thứ bảy lên đây chủ nhật là chỉ có chiều thứ bảy thôi. Đặc biệt ngày bình thường là bán ở Vĩnh Long Bình Minh. À, ủa sao vậy? Bình Minh tại bán ở dưới không ạ? À, cứ thứ bảy là về đây. Chiều thứ bảy bán ở đây. Là thứ bảy nào cũng bán ở đây hết. Thứ bảy nào chiều là lên đây bán. Là hết vé đi về. Rồi lấy cho em 5 vé đi. 5 xiên. Rồi. Rồi anh hôm nay anh quay tôi bảnh mua 5 vé, tôi có chương trình khuyến mãi cho anh đặc biệt. Mua 5 vé tôi tặng cho anh thêm một tờ giấy dò. Tặng thêm một tờ giấy dò hả? Ờ, tặng tờ số là không có lời. Dễ thương, dễ thương. Dễ thương, dễ thương. Rồi cho em 5 vé đi. Rồi. Rồi. Anh mua là quá dễ thương rồi. Số chuẩn bị. Đây nè, cái này là bảo hành luôn nha, nếu chặt trả tiền lại. Xuống xiên trả tiền lại nha, nếu mà ai Vĩnh Long qua đây là mua là chặt trả tiền lại, xuống xiên trả lại. Từ đây đến dưới cũng trả lại. viên, dễ thương. Rồi, 5 vé. Rồi, cảm ơn nhiều, đây. Rồi, 29. Lấy em 5 vé luôn đi, em ủng hộ rồi, luôn cho. 5 vé. Bữa nay cầu Tùng Vlog cũng ủng hộ cho ông thầy luôn. Thiếu luôn em thầy thiếu ơi. Thiếu rồi không? Có tiền rồi. Thiếu rồi có tiền thối. Thiếu rồi có tiền thối à. Nói chung ra với số này nhà ở cái nhà đi bán với số thôi. Nhưng mà thực chất ở cái nhà là bề ngang 28 thước. Bề dài 70 thước. Tối ngủ là không đóng cửa luôn. Tại vì nguyên như lòng chợ làm cửa không nổi. Tôi thật với anh em. Ông này nói nghe được rồi nha. Quá hài. Lòng chợ đâu có làm cửa nổi. Vậy nghe anh em. Rồi, chú ông thầy sức khỏe, lúc nào cũng bán đất với số nha. À. Lũ nè nghe. Bán cho anh em đúng không? Rồi bán cho anh em đi, rồi bán cho anh em đi. Anh em ở đây chơi nguyên rim luôn hả? Cùng lũ luôn. Cùng lũ ngầm luôn. Ta cùng lũ thùng, ấm cùng lũ ngầm. Quá dễ thương. Thôi em đi quay nha, chào anh Liêm nha. Rồi, chào anh Liêm. Chào mình đây nha, chào bà con nha. Dạ đó, anh Liêm tiệm tiệm gì quên tên rồi? Long Thảo. Long Thảo, Long Thảo. Dạ. Cửa hàng Long Thảo. Dạ. Ok. 12 giờ đêm là đông nhất tôi chú. Là buổi tối khoảng 12 giờ đêm á sẽ đông hơn. Rồi bà con cúng xong đi sướng kìa. Mấy chú bảo vệ gặp mình cười. Gặp mấy ông cười là khỏe của mình rồi đó ơi. Mà ông cười là thoải mái rồi đó. Mà ông mà đi quậu 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 là có một chuyện đó. Rồi tiệm mắm của chị Bảo Loan. Có khách đông ha, những khách nước ngoài. Ơi Ngọc Di ơi. Ngọc Di ơi, Ngọc Di à. Trời ơi, mới đây mà một năm rồi đó phải không? Quá lâu mới gặp phải không? Ủa em bán ban đêm không hả Di? Dạ. Thằng Di hôm ngày anh đi ban ngày không thấy. Quay hôm ngày luôn muốn nát cái đường này luôn mà không có không có thấy. Đang kiếm hoài kìa, nói kiếm Ngọc Di mà không thấy Ngọc Di kìa. Bà chủ nói mùng 4 mới có người đẹp. Tối mùng 3 là lên bán. Vậy hả? Tối mùng 3. Mà đêm mới thấy em. Nghĩa là ban đêm mới thấy em đúng không? Vậy là ban ngày không thấy đúng không? Ngày em đi ngủ.
Cuối ngày đi ngủ. Cuối ngày đi ngủ à? Dạ. Là mình bán tới khuya luôn hả Ngọc Di? Sáng luôn anh, 24-24. Là bán em không có em á, em bán tới sáng luôn đúng không? Rồi tới sáng em thay ca. Rồi rồi bán buổi tối này có ăn nào bảo vệ không? Anh tính ở lại giờ bảo vệ nữa đó. Đó đây hot girl bán mắm nha cô chú. Đây nữa nè. Hot girl mấy triệu. Nè bên đây hot girl nữa nè. Chào em gái. Chào em gái nha. Đó này đắt ha. Rồi bye bye Ngọc Duy nha. Chứ không bán đắt hàng. Rồi năm mới phát vàng. Năm mới phát vàng đi khỏi phát tài. Phát vàng đi. Sớm có người yêu luôn hả? Đi quảng mai yêu chân. Đúng rồi chị này nói đúng rồi. Có người yêu thì sao làm việc được đúng không? Hả? Đang kiếm mà chị. Thôi dẫn người yêu quay sao được quay được cô bán mắm. Điên mình mới quay được cô bán mắm chứ. Ghé đây luôn hả? Hả? Độc thân vô tính cô đơn nhưng chẳng buồn. Thôi chào cậu Duy. Nói gì kìa? Vậy? Lại đi. Cậu Duy nói gì kìa? Rồi lát cho số hộ đi làm người yêu luôn. Rồi lát quay lại bán mắm. Nhớ vào số nha. Rồi bye bye em gái này luôn. Ngồi cự hoài trời. Ai nói sẵn ngồi cự hoài. Rồi bye bye nha, bye bye nha. Thôi giờ này khách bắt đầu đổ lên này nè. Trời ơi, ban đêm có hot girl bán mắm nữa nè. Hello, hello. Hình như đang hướng dẫn cho cô cách chế biến mắm hả em gái? Là mình cô mua về là tự chọn, tự trộn. Cũng thương hiệu bà Giáo Thảo nha. Mắm Thái các loại đặc biệt. Rồi chào người đẹp, chúc người đẹp bán khách hàng. Người đẹp nha. Thôi bây giờ mình sẽ vô miếu bà. Nên người ta mua trái cây. Hả? Đây để giới thiệu cho chị bán nhang luôn. Chú từ từ đó. Đây chị giới thiệu chị bán nhang đây. Bao nhiêu một tép? 10 ngàn. Đó giới thiệu lên mãi vô. Một tép 10 ngàn đó. 10 ngàn. Đó thấy không? Cái khi lên miếu bà gặp mấy chị nói giá cả rõ ràng là cô chú cứ yên tâm mua nha. Ha. Đó cứ yên tâm. Bước chân mình đây nói cũng rất là nhiều vấn đề này rồi. Như chị rất là vui vẻ đó, gặp bước chân rất là vui vẻ. Còn mấy người mà gặp bước chân quay phim, bước chân mình đây quay phim là bỏ vợ đi ha. Không nói một tiếng nào hết, miễn gặp bước chân mình đây cầm máy lên là tìm đường thoát thân. Là mấy cái đối tượng đó nên cẩn thận, mình cũng không biết những người đó là ai luôn. Bước chân mình đây cũng không biết. Còn mấy bà con buôn bán chân chính thì rất là vui vẻ, gặp bước chân miền Tây rất là mừng. Họ bán bình thường, họ đâu có gì phải sợ. Chứ bước chân miền Tây cũng không có quơ đũa hết tất cả các cô bán nhang đâu. Ôi, ban đêm chụp hình đẹp quá. Chụp giùm không? Đó, hình như hồi... mấy em này hình như là mới gặp... Mới hồi nãy. Anh ơi, em đăng ký kênh gì? Cao Tùng Vlog phải không? Bước chân miền Tây.
Rồi ok, cảm... quá êm luôn. Tối mai, tối mai lên. Mà nãy anh dặn nhớ bình luận cái gì nhớ không? Em nè. Đó, em nè. Vậy là nhớ rồi. Em nè. Thôi mấy em chụp hình vui vẻ. Chụp tự nhiên đi. Có duyên mà, có duyên mà. À, bây giờ mình sẽ đi vào miếu bà về đêm. Sẽ đâu? Xịt cồn rửa tay. Coi như là đêm nay ngơi hơn đêm hôm qua rồi. Cô chú nó hôm qua đông hơn. Bình thường ở đây ta chụp hình nhiều lắm. Mình thấy người ta đi theo hướng cổng sau cũng rất là đông cô chú. Đó, rất đông nha. Giờ này người ta đi vào đông nè. Quá dễ thương rồi. Miếu ông tà. Đây là miếu ông tà nha. Trước khi vào cúng bà thì bà con hay thắp nhang cho ông tà. Sao đông hơn cổng trước. Mà nghe nói là cái cổng này người ta gọi là cổng chính. Cổng phía sau đó là chính là cổng chính đó. Cổng ở phía sau này là cái cổng chính. Tại vì người ta xây cổng lớn. Cổng này là cổng, cổng này là cổng cũ. Mấy hôm nay là mấy ngày Tết, hôm nay là mình mới mới cảm giác là chống chạy thoải mái, đi thoải mái nè. Thôi mình đi chen chân không lọt luôn cô chú. Mới bữa nay mình mới thấy chống chạy nè. Đi là đụng lưng liền. Rồi buổi tối này bà con cúng những gì nha. Cái cây cái trang phục của bà bằng giấy. Wow, ở phía trước người ta cúng nguyên một dàn heo quay. Đứng ngoài mình xá vô. Cái này cái gì nữa nè, cái tiền mặn nào nữa, dạ.
quay dạ em biết, em biết anh ơi, dạ em biết, em biết. Cúng cái gì ta? Đường với muối, gạo à, gạo với muối. Đường. Ờ, bên đây có cúng cái mão bà nè. Đây là nguyên một cái bộ trang phục dành cho bà nha. Đây là mão nè. Còn đây là đôi hài. Còn ở dưới là cái áo, áo trang phục với cái vòng đeo. Những cái lễ vật này thì được bên bên miếu họ sẽ giữ lại, họ có lưu trữ lại. Bà con sẽ ghi tên tuổi của mình, của người cúng. Còn những cái trang phục bằng giấy là người ta sẽ đốt bỏ đi. Đang giúp anh giờ đây luôn. Hả? Đang đốt nhèn. Em gái mình này mang cái bông quệ mình cũng để vào trong cái lọ này để cho bà con xin lọc á, mang lọc về. Đây là hai cô gái này dâng lên cho bà là hai tháp trái cây. Có cái thỏi vàng. Tháp đó chắc có giá khoảng 100.000. Hồi nãy mình quay ngoài kia mình nhớ. Rồi, buổi tối trong trại như thế này thì bà con rất là dễ cúng nè. Trống mình dễ cúng hơn. Cắn vái thì nó thoải mái hơn. Cái ban ngày chen chúc rất là đông. Đi ban đêm này thoải mái hay chị? Đi ban đêm thoải mái hơn ban ngày. Ngày chen không lọt luôn. Thì bên đây đang sắp xếp đồ chuẩn bị cúng. Trầu cao, trầu cao. Có mấy thỏi vàng nữa kìa. Đó là trang phục của bà đó. Sau khi mình cúng xong thì mình sẽ ra cái lò ngoài kia để đốt bỏ. Có tiền. Vậy là trong cái bịch đó, ngoài trang phục ra còn có giấy tiền vàng bạc nữa. Đây có mấy cái thỏi vàng nữa nè. Chứ không phải là cái bịch đó là chỉ trang phục thôi. Cái bịch người ta bán gồm có giấy tiền vàng bạc trong đó nữa. Con gái sẽ đốt cành cây với thắp nhiên lên. Cái một bó hoa quệ. Em
thì ai sẽ chọn cái hướng tốt nhất để cho mình dâng lên cho bà. Con gái này xin cái chai nước suối lấy lọc bà. Con gái cao cao này nè, nó đang xin bà cái chai nước suối để lấy lọc. Có thể là em gái sẽ mang cái chai nước suối về nhà và một là em gái sẽ dùng, hai là đem về nhà để chưng lên bàn thờ đó. Em gái chọn lấy thêm hai quả quýt. Nói chung thì trái cây ở đây rất là nhiều, đèn đầy hơn. Mỗi món như vậy là có một cái ý nghĩa đó cô chú, một cái ngọn đèn hay là đèn cầy đó là mang cái ý nghĩa sáng suốt thông minh, mang lại cái sự sáng suốt thông minh. Rồi này là vàng bạc luôn rồi, mấy này chắc mang đi đốt à, sau khi em gái cúng xong là mang cái này đi đốt. Gái lúc nãy gia đình đây mới vào nè, đang sửa soạn bày lên bàn để cúng, trái cây, nhang đèn. Hỗ trợ gia đình bổ con heo ra. Đây thấy ban ngày nhiều trái cây lắm rồi cô. Ban đêm hết rồi nha. Dạ, cái mấy cái phần đó mình cho từ thiện hả cô? Dạ. Là tao phải đi phát cho mấy người nghèo hay sao cô? Nói nghe đừng quay nghe đang mà khóc. Dạ. Là mấy đâu quay. Là trái cây đó là mình phát cho mấy người nghèo hả cô? Hỏi ta phỏng vấn kìa cô. Cho từ thiện á. Dạ. Bên mấy tổ từ thiện ha. Chứ trái cây gọt khóm cũng cho từ thiện nữa đó. này chắc gọt khóm ăn quá. Ăn không ăn miếng đi. Dạ. Con có, tại con hỏi mấy cái trái cây ban ngày là nhiều lắm. Dạ. Quay về đây luôn hả chú? Vậy là chú bên bên tổ nhận mấy trái cây đi ha. Dạ. Dạ. Tại có khán giả hỏi con trái cây nhiều quá rồi, người ta hỏi cho đâu cho hết. Dạ. Dạ. Dạ chào cô chú. Anh Liêm. Anh Liêm ngồi đó gọi em chào anh Liêm nha. Dạ. Dạ, à, ở trong đây là rễ gì ta, trái cây hả chú? Dạ, nhang, coi nhang ha. Dạ. Anh Liêm mập. Rồi anh Liêm đẹp trai được, kêu Liêm mập. Mập thiệt chứ không? Một tay. Dạ. À, buổi tối là cô chú đã thu xếp hết tất cả lượng trái cây rồi. Một ngày vậy là rất là nhiều á. Mấy chục tấn trái cây luôn. Con gái đó là cúng tiền thiệt luôn hả? Cho Tùng. Con gái đang cúng tiền. Dây tiền của bà có. Dạ.
tiền đó là tiền thật luôn á, chắc là sẽ bỏ vô thùng công đức. Thôi em gái cắt tôi lại rồi. Là em gái cũng để chủ yếu là để xin lọc thôi. Heo quay. Heo này nhỏ chắc heo sữa quá. Vậy là gia đình cúng xong rồi chuẩn bị mang về ha em gái. Chuẩn bị mang về. Cái bà kêu làm sao làm vậy hả? Trời, em chả biết. Cái lọc gì hả? Mình có mang lọc về. Chắc là mình mang về mình có trưng lại bằng thờ không? Hay là mình mang về mình dùng? Ai biết đâu, hỏi bà. Đây hả chị, bên đây nè. Chưng lọc gì hả chị? Rồi, chị nó đem đi đốt á. Thì cũng sao. Bây giờ mình sẽ dạo một vòng cổng sau. Sao mà thấy muốn vui cổng trước. Giờ mình lại cái khu vực đây có để chữ lò đốt nè, lò đốt với tiền vàng bạc á. Ở đây có hai cái lò đốt. Ông ơi, ông. Đây có hai lò đốt. Ôi, ra đây coi khỏi con tôi. Nè, con cầm này ra ông. Đi ra ông đi. Đi. Này có mấy cái, buổi sáng có mấy chú kia lấy cái cây thục thục vô tiếp á. Cái này giữ lại đừng có đốt nha. Bao lì xì đó. Lọc đó nha, giữ lại đừng có đốt nha. Bây giờ miếu người ta xây dựng hai cái lò đốt rất là lịch sự và rất là đẹp. Mấy năm trước thì cái lò nằm ở đây nè, nằm bên đó đó. Đi ngang khu vực này rất là nóng mà khói rất là nhiều. Năm nay miếu Hòa đã được xây thêm hai lò đốt, sạch sẽ, nhìn rất là lịch sự. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham quan cái cổng sau. À, quá đẹp. Cổng sau có được bày bố trí mấy cái lồng đèn. Thank you.
chai này phát là rơi gì đây. Ồ, oh, ở đây đông vui quá. Ban đêm là chủ yếu là bún riêu với bún cá rất là nhiều. Sữa đậu nành nóng. Em gái này hả? Trốn mất tiêu rồi. Đậu nành bao nhiêu một ly? Hả? Hả? Anh kênh bước chân mình đây. Em bán đậu nành nóng phải không? Nóng hay lạnh? Nóng lạnh đều có hả? Bao nhiêu một ly? 10.000 rẻ quá ta. Anh ơi kêu giới thiệu mà chạy trốn. Dạ, ủa anh trai thấy quen quen ta anh trai? Bán bên nằm đây rồi không quen. Không không nhớ hình như là ban ngày là anh bán ở chỗ nào? Ở đây luôn hả? À tại thấy anh quen quen. Rồi vậy cho anh một ly sữa đậu nành đi. Thôi giờ để đá đi. Uống nóng rồi sợ dột lử quá. Dột lử không em gái? Nóng quá là dột phải không? Thôi uống lạnh đi, uống lạnh cho dễ uống cho nó mát. Nãy giờ đi quay nở nóng nực rồi. Cho toàn muốn không quên nữa. Hai ly đi ha. Không muốn hả? Là bánh tráng không? À vậy anh để bụng khác. Rồi vậy anh để bụng khác. Rồi đây là giới thiệu cô chú đậu nành. Em gái tên gì ta? Em gái tên gì? Anh giới thiệu cho mày mốt bán đắt lên. Đi qua chỗ đây. Giờ đi qua chỗ khác nha. Bánh tráng nè. Em gái giới thiệu mà lại bất cỡ là vậy anh đi nha. Anh đi nha. Đi đi nha. Rồi bây giờ đi hay ở? Cho tiền đi rồi anh đi. Trời ơi, trả tiền lại đi rồi anh mới đi phải không? Trời ơi, tao quay tao bán đất hàng mà không chịu. Bán đất năm sau lại tặng em sữa. Năm sau hả? Vài bữa lên đó rồi. Em không giới thiệu tên làm sao khách du lịch người ta nhớ em tên gì người ta mua hiểu không? Anh tên Tiên. À, vậy là hot girl Tiên. Hot girl Tiên dán tràn bán sữa đậu nành. Rồi nó vui thôi chứ chúc em bán đắt hàng nha. Dạ rồi. À, Tiên có người yêu chưa? Tám. Rồi quên luôn rồi nhiêu rồi? Tám đó. Chín. Chín. Cảm ơn nha. Rồi có người yêu chưa? Dạ rồi. Chưa hả? Anh Cao Tùng chưa có người yêu nữa kìa. Chưa thiệt luôn hả? Hay là giới thiệu người yêu có chồng rồi. Người yêu. Trời ơi, người yêu có chồng. Chưa có người yêu mà có chồng không, chưa rồi. Chưa có người yêu thiệt đúng không? Mẹ có chồng rồi. Mà có chồng rồi đúng không? Dạ, quay ra lôi kìa. Trời ơi. Trời ơi. Có bước vào quay phải không? Dạ, em bước chân miền Tây. Không, không kia kìa, bước chân kia đi rồi. Cao Tùng mày lớn. À, Cao Tùng. Biết kênh luôn ha. Tối nay chạy em không anh trai? Tới đều đều. Nằm chết luôn. Đi thôi dân trời thở đi ủng hộ xe lôi anh em. Ủng hộ xe lôi hả? Rồi chút rồi ủng hộ. Cụ làm mặt gấu, cụ làm ủng hộ, cụ làm bọt kẹp. Ủa có một có cụ làm mặt gấu nè hai em gái? Giúp mỏi. Ủa mặt gấu là mặt của con gấu thiệt luôn hả? Bán mà không biết hả ta? Đâu đâu cái nào là mặt gấu đây em gái? Mặt gấu là cái nào đây em gái? Cái đó là dầu hay là cù là? Dầu cù là luôn ha. Đây đây. Bán mặt gấu 18 rồi hả anh trai? 18 tuổi luôn hả em gái? Ủa bình thường em bán cái đầu anh không thấy ta? Quá trời mấy anh xe ôm này để ý quá trời nha. Mấy anh xe ôm này quá trời quá đất rồi mấy anh xe lôi chứ. 18 tuổi là không biết chân luôn đó. Giờ bình thường em bán ở đây hả? Em có bán bằng ngày không? Bán bằng đêm thôi hả? À, có nghĩa là người đẹp chỉ xuất hiện về đêm thôi đúng không? Là ban ngày không thấy em gái hả? Vậy là ban ngày muốn thấy rồi sao? Dạ
Lễ nhà kiếm. Lễ nhà kiếm hả anh Trang? Lễ nhà đâu kiếm? Nhà với kinh bảy. Ờ, kinh bảy châu phú của mình hả em gái? Cụ lão bọc đấu. Là đẩy lên cụ lão hổ. Cụ lão bọc kẹp. Chuyên trị tê tái. Có cụ lão bọc kẹp nữa. Cụ bán dầu nhân sâm. Chúng mấy mua sổ hả con? Sổ mũi, chú mũi, chú mũi, chú mũi, cụ là con bán con kẹp bò kẹp là sao em gái và đâu có tử là làm tượng bò kẹp năm tượng bò kẹp hay sao lâm sơn dưỡng không phải anh hỏi nè do cụ là con bò kẹp á là em ngâm từ từ con bò kẹp hay là sao giờ mỗi ngày người ta để gì người ta để gì mười ngàn bốn cái ống cái người ta để vậy á là lửa cụ là mặt gấu là nói cụ là mặt gấu ơi hổ luôn kìa hổ là bò kẹp luôn không lẽ là bắt mấy hổ gì ngâm hả thôi để vô để chúc em gái bán đất hàng nha tạm biệt em gái nha kinh dị chứ cao tùng mới lóc cao tùng mới lóc con lâm sơn dược ông già chống gậy còn có ông già chống gậy bốn bánh gan giải độc gan đặc biệt của thứ thôi mấy ba em gái nè mấy ba em gái nha em gái 18 tuổi thiệt hả ông biệt thái chưa đủ 18 không chưa đủ 18 hả có bán dầu cụ là rồi tao nói đúng 18 rồi kẹo quên hàng gì mấy anh xe lôi đây quá trời kẹo rồi rồi anh chào em gái nha bye bye có bán rồi là bánh bò còn có nguyên xe khô mực khô mực về đêm khô mực của con trai hả của con hả sao con mua mà chú con mua hả con mua hả à gọi con mua đi chú quay con mua nè có nướng không cho con trai trời ơi anh mua cho tôi quay luôn á tội nghiệp anh chưa à cho con nướng kìa một con như là bao giá bao nhiêu con 10 ngàn một con 10 ngàn một con ha dạ rồi tối nay mẹ cho 10 ngàn đi ăn con khô mực đâu nghe bác nữa được tao nghèo khổ hơn đó thôi bình thì nghĩ bác không ăn chưa nghĩ bình quay thôi đừng khuê bình hả có gì đâu khuê bình trời ơi cô bán đồ ngon muốn chết nè cô khuê bình đâu tối nay mày được lên đài rồi đó trời ơi con lên đài thường xuyên sai vậy trời ơi không được lên đài thường xuyên ở đây chú vô nó kênh nó xong tivi chú gặp con luôn á vậy hả vì là con là nổi tiếng nha đây là quang cảnh ở phía sau mát mẻ bên kia người ta mua bông trái cây này nọ cũng đắt lắm nè không thua kém gì cái cổng ngoài kia đâu đó trái cây đây cũng có nhà trọ nữa gửi xe ngoài đây đông lắm thường thì bà con gửi xe ở đây nè rồi đi thẳng lên cái đường này sẽ gần miếu bà hơn cái đường trên kia thì đi lội bộ hay xa gửi xe ngoài lội bộ vào hay xa anh này bán mùng ba cái trăm là gì ba ba cái trăm là gì ba ba đó nếu mà mình gửi xe ở cái cổng này thì đi thẳng lên là sẽ vào miếu bà luôn còn cổng ngoài kia là phải đi một đoạn đi bộ cũng khá xa ở đây người ta bán đồ ăn vặt nhiều quá rồi có lẽ thì clip cập nhật tình hình miếu bà về đêm trong cái dịp Tết 2023 của Bức Tranh Miền Tây sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem. Nhớ ủng hộ Bức Tranh Miền Tây bằng cách là ấn nút like, để lại một bình luận, chia sẻ clip, đăng ký kênh nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú ở những tập tiếp theo.